Các bạn kênh ẩm thực Việt của Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm món phèo non xào với cần tây và hành lá nha các bạn. Ngọc gồm có khoảng 500 g phèo non, 300 g hành lá, 200 g cần tây. Ở đây là Ngọc dùng cần boro nha các bạn, cho nên nó hơi to ha. Nếu các bạn không mua được cần boro thì các bạn mua cần tàu đều được ha. Ngoài ra còn có một củ hành tím, một tép tỏi, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê muối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ chế tất cả các nguyên liệu để chúng ta tiến hành xào nha các bạn. Đối với phần ruột này thì các bạn mua về các bạn nhớ chà muối cho chanh cho thật là sạch và trắng như thế này ha. Sau đó thì các bạn sẽ vuốt hết cái phần chất nhờ lỏng bên trong của phèo non như thế này. Và để mua phèo non không có đắng thì có một điểm đặc biệt là khi các bạn chọn phèo non, các bạn mở cái phần bên trong của phèo ra, các bạn xem nó có màu vàng hay không. Nếu như phèo non của chúng ta nó có màu vàng lên trên đây thì là nó rất là đắng nha các bạn, cho nên các bạn không nên chọn những cái phèo đó ha. Và cái phèo này thì Ngọc đã sơ chế thật là sạch rồi, bây giờ chúng ta sẽ xắt tất cả các phần nguyên liệu để chúng ta tiến hành xào nha các bạn. Thân mến, tất cả các nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong, gồm có phèo non, cần, gia vị chúng ta đã làm xong. Bây giờ bắt đầu Ngọc sẽ cho lên bếp và chúng ta sẽ xào chín cái phần này nha các bạn. Phi vào. Chúng ta phi cho vàng nha. Khi phần tỏi chúng ta đã vàng thì chúng ta sẽ cho hết cái phần phèo non vào nha các bạn. Các bạn sẽ xào cho phần phèo non này nó chín nha. Các bạn sẽ cho đây 2 muỗng canh nước và chúng ta sẽ nấu cho chín cái phần phèo non này. Đồng thời các bạn sẽ nêm nếm gia vị lại xem cho nó vừa ăn với khẩu vị gia đình của mình chưa. Nếu chưa thì các bạn sẽ tăng thêm cái phần gia vị nha. Sau khoảng 5 phút thì phần phèo của chúng ta nó đã chín rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho cần tây và hành lá vào chúng ta xào nha. Các bạn sẽ cho hết cái phần cần tây và hành lá vào. Chúng ta cho cái phần gốc cần trước nha các bạn. Và các bạn sẽ đảo đều lên để cho cái phần cần và hành lá nó chín đều. Cái phần cần và hành tây của chúng ta nó gần chín rồi nè các bạn. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho vô cái phần lá, hành lá và cái phần lá của cái cần nữa thì chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn. Các bạn nhìn nè, cần chúng ta rất là xanh và mềm luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần hành lá và cần vào nha các bạn. Các bạn trộn đều, sau đó chúng ta sẽ tắt bếp nha. Và chúng ta sẽ cho cái phần này ra ngoài dĩa nha các bạn. Các bạn ơi, phèo non của chúng ta đã xào xong rồi đây các bạn. Các bạn nhìn xem nè, từng miếng cần xanh như thế này, kết hợp với vị giòn giòn ngọt ngọt của phèo non thì còn gì bằng. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Vị giòn giòn ngọt ngọt kết hợp với vị cay cay the the của cần thì rất là ngon các bạn. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món cần xào với phèo non thật là ngon cho bữa cơm nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.